diễn viên Huyền Ly Di nũng nịu bên nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý như con gái Vân Trang làm nũng mẹ Nga trong phim Thương Ngày Nắng về khi cùng nhau đi chăm sóc tóc cuối tuần qua. Huyền Ly Di chia sẻ từ khi vào vai Vân Trang, con gái nuôi của mẹ Nga do nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý đóng trong Thương Ngày Nắng về, cô luôn có cảm giác gần gũi, ấm áp. Mỗi khi gặp nghệ sĩ ngoài đời, cô thường ôm ấp, làm nũng như trong phim. Trong khi đó, nghệ sĩ Thanh Quý cho biết chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo của Huyền Ly Di là cảm xúc ùa về, không cần phải diễn khi đóng phim. Tại sự kiện, Huyền Ly Di xắn tay áo gội đầu cho nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý. Đây là trải nghiệm mới lạ với cô. Nữ diễn viên ban đầu tỏ ra lóng ngóng, nhưng dần dần tiến bộ nhờ những góp ý của nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý. Sau đó, nghệ sĩ khen con gái gội đầu rất khéo. Nhờ hiệu ứng của Thương Ngày Nắng về, Huyền Ly Di khá đắt sâu cuối năm. Cô hạnh phúc vì được nhận vai chính sau vài năm toàn đóng thứ và được khán giả đón nhận tích cực. Cô muốn xóa danh xưng hot girl đã ăn sâu vào tâm trí công chúng để khẳng định trong vai trò diễn viên nên tập trung hết sức lực cho vai diễn này. Trong phim, Huyền Ly Di vào vai Vân Trang, một giám đốc marketing tài giỏi, sành điệu và tâm lý phức tạp. Huyền Ly Di sinh năm 1990, là hot girl đời đầu tại Hà Nội. Cô từng được biết tới với các phim Trái Tim Có Nắng, Ngược Chiều Nước Mắt, Chạy Trốn Thanh Xuân, Tình Yêu và Tham Vọng. Sau khi công khai ly hôn, cô giữ kín chuyện cá nhân và dồn sức xây dựng sự nghiệp trong showbiz. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.